À, tại sao tôi lại đen đủi như vậy? Tôi chưa có một chiếc bánh pizza. Tại vì tất cả những gì còn lại là tớ nhận được. Không, tất cả pizza của tớ chỉ cần nhìn vào tòa tháp này đi. Wow, cô có một cục pizza khổng lồ và tớ chỉ có một chiếc thôi sao? Thật là không công bằng. Đừng có rên rỉ nữa, tốt hơn hãy bắt đầu ăn đi. Tớ hy vọng bánh pizza của tớ ít nhất sẽ ngon. Nó chắc chắn trông ngon miệng hơn những chiếc khác rồi. Ngon thật đấy. Có bao nhiêu là phô mai? Trời ạ, tớ yêu phô mai. Ê, tớ không phải là một cái thùng rác để cậu ném những thứ vụn vặt vào tớ đâu. À, muốn như vậy gì? Ê, tại sao lại phải chiến đấu ngay bây giờ? Tớ không cố ý làm điều đó mà. Tớ cũng muốn nhanh chóng ăn những chiếc bánh pizza của mình. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến tớ ứa nước miếng rồi. Tớ đang nghĩ ra một cái cách để có thể ăn thuận tiện hơn và tay không dễ bị bẩn. Wow, bạn ấy tuyệt thật đấy. Tớ không nghĩ pizza có thể ngon như vậy. Trời ơi, bạn làm này như vào vậy. Pizza rất là ngon, vì vậy tớ có thể làm bất cứ điều gì. Ôi, chuyện gì đang xảy ra với tớ vậy? Có vẻ như chắc chắn bây giờ cậu sẽ không thích pizza nữa rồi. Nhưng chủ tớ sẽ không từ chối đâu. Ngon thật đấy. Tớ khẩn cấp cần trở lại bình thường. Ôi, pizza của tớ đâu rồi? Trời ạ, bạn ăn cách chúng rồi. Bạn sao bạn dám? Trời ạ, đồ ăn trộm, tại sao bạn có thể dám làm như vậy? Tớ không thấy xấu hổ chút nào, bởi vì tớ chỉ nghĩ đến việc mình ăn đống pizza của mình ngon như nào thôi. Nào, những chiếc bánh pizza thì lúc ăn rồi. Có lẽ không nên ăn chúng ở cái đuôi. Ôi trời ạ, chuyện gì có thể xảy ra? Đấy, chuyện đó tớ đã nói rồi mà. Ồ, trời ạ, có một vụ rơi bánh pizza thực sự. Tại sao hình phạt này lại dành cho tớ? Tớ ghét tỏi. Ai thậm chí yêu nó chứ? Bạn không may mắn thôi, vì tớ có một củ tỏi. Ok. Tại sao bạn cười? Nó chỉ ra rằng cậu là người đầu tiên ăn nó. Dễ dàng, tớ không phải là một kẻ hèn nhát, vì vậy tớ sẽ đối phó với nó rất nhanh chóng. Quy trình là không cần thiếu bôn nôn là được. Ôi không, có vẻ như tớ đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình rồi. Trời ạ, rác rưởi như vậy không thể ăn được. Đủ rồi. Cái gì? Cậu phải hoàn thành cả củ tỏi của cậu. Tớ thậm chí không có món đặc biệt dành cho cậu, chỉ là một máy chiếc ép tỏi. Cậu có thể nhét tất cả tỏi vào bóp ngay vào miệng. Tớ không muốn. Nào ăn đi. Ôi thật là kinh tởm. Bây giờ tớ cả có một con mèo hôi trong miệng mình vậy. Ôi, ngay cả tớ cũng có thể ngửi thấy mùi nó. Ôi bốc mùi quá trời ạ. Thật là may trong trường hợp như này tớ luôn có kẹo cao su. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ không phải hít thở những mùi kinh khủng này nữa. Alex, đấy là cậu ăn tỏi rồi. Tại sao tớ sẽ ăn? Xem tớ có thể làm ra chiếc vòng cổ tuyệt đẹp như nào. Đừng có trêu đùa nữa, cậu phải ăn nó thôi. Được rồi, nhưng trước tiên cần phải loại bỏ mọi thứ thừa. Đối với điều này, tớ cầm một cái bình lớn. Nào lắc nào. Đấy, bây giờ chỉ còn có cái này thôi. Bây giờ có thể ăn. Ôi, thật là kinh khủng. Chưa bao giờ tớ nếm trải điều gì đó khó chịu hơn trong đời. Và tớ nhận ra rằng nó bốc mùi hôi thối từ miệng như nào. Một chiếc kẹp quần áo bình thường luôn có thể giúp đỡ thoát khỏi mùi hôi. Và nếu vẫn chưa đủ thì cần phải xịt nước thơm. Hình như không giúp được. Cần phải vô hiệu hóa nguồn gốc của mùi hôi thối thôi. Giúp được rồi. Nhưng đã cố gắng lặp lại điều này ở nhà, vì bình nước xịt rất là tuyệt vời. Ôi, và không bốc mùi từ miệng nữa chứ. Tuyệt. Julie, cậu đang đợi ai vậy? Ăn tỏi của cậu đi. Từ nhỏ tớ không bao giờ chịu đựng được nó. Nếu cậu thấy mặt tớ tái xanh thì giúp tớ với nhé. Tớ xin cậu đấy.
Ôi thật là kinh khủng. Ôi ghê quá. Ê, tại sao bà lại vội vàng như vậy? Bà không còn nơi nào để vội vàng mà. Nhưng cách này sẽ làm nhanh chóng nó được bay đi. Wow, bạn ấy thật là can đảm. Và những tốc độ của Julie, cậu thật là tuyệt vời. Ôi, còn một chút nữa thôi. Wow, bạn ấy làm như nào vậy? Thôi hết rồi. Wow, ngay cả tớ cũng không có mùi như vậy. Julie, tớ xin lỗi, nhưng chúng tớ phải xử lý cậu thôi. Hoặc là tất cả chúng ta chết vì mùi hôi. Thế sao? Đấy, làm được rồi, tuyệt quá. Ừ, cuối cùng tớ cũng có thấy tốt hơn rất nhiều. Trời ạ, tớ gặp xui xẻo với cái trò tích tắc này rồi. Tớ thì may mắn, tớ có cả một gói. Hãy nhìn kìa, ai là người thực sự may mắn. Đúng vậy, đáng lẽ một ngày nào đó tớ phải có một đống quà tặng chứ. Mila, cậu có kẹo ít nhất, vì vậy cậu có thể bắt đầu. Cậu nghĩ ăn một viên kẹo tích tắc sẽ khó đối với tớ sao? Ngon, nhưng rất nhỏ. Alex, đấy là cậu rồi. Ôi, cuối cùng cũng được. Bây giờ tớ sẽ ăn no lắm đây. Trời ơi, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có gì đổ kẹo của tớ đâu? Đấy, đây này. Trời ạ, bây giờ bị đổ hết cả ra rồi. Tớ nghĩ tớ có thể nhanh chóng hấp thụ nó bằng một cái ống hút bình thường. Xong. Julie, cậu là người duy nhất còn lại. Tớ không có một gói kẹo khổng lồ, tớ có cả một đống gói thông thường. Ừ, chỗ này đủ cho tất cả mọi người. Cái gì? Đây là đồ ngọc của tớ. Tớ yêu tích tắc, vì vậy tớ sẽ ăn nhanh vài chục gói thôi. Trời ạ, bạn ấy thậm chí không muốn chia sẻ với chúng ta. Được rồi, không sao. Tôi biết một cách làm nào để ăn cắp cái gói rồi. Ta-da, và đồ ngọt của mình đây. Ê, dừng lại. Cô không thấy xấu hổ khi ăn trộm sao? Bà không thấy gì cả. Bây giờ tớ sẽ dạy cho các bạn một bài học. Sự trả thù của Julie rất là khủng khiếp. Giơ tay lên. Nhận lại đi. Sao? Bạn nghĩ thế nào? Bạn sẽ biết cách ăn cắp món của tớ nhé. Mila, tớ có đống đồ ngọt. Tớ đơn hãy bắt chúng đi. Chính xác. Ôi. Ôi, tớ hết tích tắc rồi sao? Trời ơi, tớ đã tiêu hết vào đạn rồi. Nhưng cậu đã chia sẻ với bạn bè của mình. Bây giờ sẽ có một cái gì đó thú vị thôi. Mình muốn ăn bánh rán. Làm cho mình bánh donut nhá. Ôi, thật là dễ dàng. Ừ, ok, sẽ được thực hiện. Ok, lựa chọn tốt đấy. Cái gì, họ đang bắt đầu nấu ăn rồi sao? Thôi, bột đã sẵn rồi. Cách bánh rán theo hình đặc biệt thôi. 3 cái nhá. Chắc là sẽ ổn thôi, vừa đủ. Bây giờ thì sẽ cần làm nóng cái chảo và phải cho dầu nhiều nhiều một chút. Ôi, trông có vẻ cũng dễ dàng. Thôi được rồi, 1 cái. Tom, ôi, cháu làm bà đau tim đấy. Bình tĩnh đi bà, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Oops. Ôi, cái gì tiếp theo? Dầu, đúng rồi. Mình nghĩ là như này chắc là đủ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ bật nó lên để cho nó nóng. Cái gì? Mọi người đang dán rồi sao? Thôi được rồi, vậy thì mình cũng dán. 2, 3. Ôi trời ạ. Ôi, tại sao nó lại bắn như thế này nhỉ? Tom, tại sao lại cho nhiều dầu thế? Ừ. Ôi, cần phải cứu bánh rán của mình. Ôi, thật là kinh khủng. Có vẻ như có gì đó xảy ra rồi. Bánh rán của mình hỏng hết rồi. Ôi không, trời ơi. Đừng lo cháu yêu. Thôi đi. Bánh rán của mình gần như đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí nó. Cắt nó ra như thế này. Và cắt ở đây nữa. Con người ăn bằng mắt. Vì vậy ngoạn hình là rất quan trọng. Mọi thứ phải thật là đẹp.
Bellissimo. Cũng được đấy, nhưng bánh rán của bà vẫn sẽ ngon hơn rất là nhiều. Như thế này này. Ôi, mọi người thật là xuất sắc. Còn cháu, cháu nghĩ ra rồi. Bà, cháu sẽ lấy một ít chút phô mai. Như này này. Được, tuyệt lắm. Bây giờ sẽ đổ vào khuôn bánh. Và để trang trí, mình sẽ lấy Cheetos đáng yêu của mình. Mình dùng bố một chút nhá. Ôi trời ạ. À, bạn ấy có biết bánh rán là gì không? Đây, mình sẽ dùng nó như topping. Nào. Ừ, phải rất là tuyệt vời lắm đây. Quá là đẹp vời. Nhưng cái gì đó vẫn thiếu. À, bà ơi, cháu mượn cái này của bà nhá. Thôi được rồi, lấy đi. Cảm ơn nhá. Cháu không cần cái này đâu. Nhưng mà cháu sẽ cần cái này. Bây giờ cháu cần giấy bạc nhá. Đấy, bây giờ gói nó vào như thế này này. Và cho nó lên. Bây giờ chỉ cần đợi một chút thôi. Có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi. Bây giờ có thể đưa lên. Quá là đẹp. Sao, mọi người xong rồi? Wow, thật là tuyệt vời. Trời ạ, mình sẽ thử cái này trước nhá. Ôi, ngon thật đấy. Wow, bên trong còn có nhân nữa chứ. Nó thực sự rất là ngon đấy. Còn cái này thì sao? Nhìn trông rất là xinh, thử nào. Cái này chỉ là bánh thôi sao? Trời ạ, chán thế. Còn cái này là cái gì? Nào thử nào. Wow, đây là phô mai. Bánh rán phô mai, quá là tuyệt vời. Mình vẫn thích đồ ngọt hơn. Đầu bếp đã thắng rồi nhá. Ừ, mình biết mà. Nào, tiếp theo sẽ là chiếc bánh sandwich. Không vấn đề. Ôi, bà ơi, bà không thắng được cháu đâu. À, cái này anh biết. Nhưng mà anh sẽ làm bánh sandwich ngọt. Anh sẽ cần một ít Nutella. Nào, mình sẽ bôi lên, sẵn sàng. Còn bây giờ thì sẽ cần marshmallow. Đúng rồi, hoàn hảo. Và tất nhiên là sô-cô-la. Còn thêm nữa nhá, mình sẽ cho thêm cả kẹo dẻo một cầu vồng nữa. Đúng rồi, chắc chắn. Và tất nhiên là cần thêm cả nước sốt nữa. Nó sẽ rất là ngọt và rất là ngon. Và điều chính là rất là đẹp. Đấy, sẵn sàng. Đấy, thêm một ít kẹo nổ nữa nhá. Đấy, sẵn sàng. Trời ơi, bao nhiêu là đồ ngọt. Trời ạ, bà sẽ làm một chiếc bánh mì rất bình thường. Một ít thịt heo, phô mai. Và bây giờ chỉ cần rán nó lên nữa thôi. Ôi, quá là đẹp luôn. Còn bây giờ thì lật nó qua. Và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trời ạ, không có gì độc đáo cả. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có bánh mì rán thật là tuyệt vời nhá. Bây giờ xà lách, cà chua. Còn bây giờ sandwich mà không có thịt sao? Cái gì thế này? Đây là thành phần bí mật của em. Ốc sen kiểu Pháp. Đấy, như thế này này. Ôi trời ơi, thật là đáng sợ. Ôi, cần phải bỏ nó ra. Ôi trời ơi, bà sẽ nôn mất. Ghê quá. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng nó ngon. Ôi, lại còn những cái con ốc này nữa. Trời ơi, thật là kinh khủng. Đáng sợ quá. Kinh dị. Đây được gọi là ẩm thực cấp cao đấy. Vẫn còn thiếu một cái gì đó. Chính xác, phô mai xanh. Nó rất là tuyệt vời với hải sản. Ôi, trời, đủ rồi đấy. Bà ngất mất. Bà ơi, cẩn thận. Vâng, sẵn sàng rồi. Ôi, thật là kinh khủng. Sao, sẵn sàng chưa? Wow, thật là tuyệt vời. Mình sẽ bắt đầu với cái này nhá. Ôi, eo ơi, cái gì thế này? Eo ơi, ghê tởm. Trời ạ, kinh tởm. Cái này trông ngon hơn rất là nhiều. Thử nào.
Ôi ngon quá. Trời à, mình rất thích ăn đồ ngọt. Rất là ngon. Nào còn cái cuối cùng nào. Ôi ngon thế. Trời à, quá là tuyệt vời. Bà ơi, bà làm tốt lắm. Quá là ngon. Xin chúc mừng bà. Ôi hoàn hồ hoàn hồ. Sao có gì tiếp theo? Bây giờ mình muốn salad Caesar. Ồ tuyệt lắm. À thôi cuối cùng cũng được. Cái này là cái gì vậy? Thôi được rồi, mình bắt đầu nhá. Mình thấy cái này cắt khó đấy nhá. Trời ơi tại sao lại khó vậy? Thôi được rồi, dư lấy. Bây giờ mình sẽ làm được bạn đấy. Ê bạn đang làm gì vậy? Hãy cẩn thận đi cháu trai. Nó rất là đơn giản mà. Nhìn này, 1, 2, 1 và 2, 1, 2, và thế là xong rồi. Đấy, bây giờ sẽ cho vào trong salad. Đấy, lại còn thiếu gà, làm sao mà thiếu gà nữa, thêm nhiều gà vào. Quá là tuyệt vời. Đấy, cho vào đây. Ôi trời ạ, những cái con người này, mình có một ý tưởng như này. Chia một ít rau arugula và một cái hỗn hợp bí mật, cho hết vào như thế này và đánh nó lên. Nào xay nhá. Tuyệt lắm. Đấy xong rồi. Trời ạ, cứ khoe khoang thôi. Mình cần một cái này nữa. Đỏ đổ hết cái chất lỏng vào trong đây nhá. Ôi cháu ấy đang làm gì vậy? Cháu cũng không hiểu luôn. Lạ thật đấy. Thôi được rồi, không sao. Ống tiêm và ống hút lớn. Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Xúc xích với sự trụ giúp của ẩm thực phân tử. Okay. Hãy thêm salad nhé. Cà chua. Và tất nhiên là thịt gà rồi. Come on. Những miếng như thế này sẽ được làm rất là tuyệt vời. Và tất nhiên là cần phải cho thêm một ít bánh mì giòn nữa. Nó luôn làm mọi thứ rất là ngon. Và tất nhiên là phô mai rồi. Sẵn sàng. Đúng rồi, suýt thì quên mất. Cần phải cho thêm phô mai lên. Như thế này này. Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Cháu đang cắt rất là vui vẻ này. Ôi, đấy. Lại thêm một lần nữa không được cái gì cả. Cháu nghĩ ra rồi. Cháu có kẹo cao su mà. Rất là tuyệt vời. Cháu sẽ dùng nó như salad. Ok. Trông cũng rất là đẹp đấy chứ. Cháu sẽ cho mắt kẹo dẻo vào lên đấy. Thêm marshmallow. Và thêm cả run nữa nhá. Đấy, đẹp chưa này. Mọi thứ đã sẵn sàng. Trời ạ, thật là sáng đáng sợ. Thôi được rồi, mọi thứ đã xong rồi. Được rồi, để xem nhá. Bắt đầu với cái này xem nào. Cái này là cái gì? Eo ơi, kinh thế. Eo ơi, ghê quá. Ôi, chắc chắn là không rồi. Còn ở đây có gì? Nào thử nhau. Một salad thông thường. Không có gì. Còn cái này. Ồ, cái này cái thú vị thật đấy. Ồ, còn món này rất là ngon đấy. Cái món này chắc chắn là chiến thắng rồi. Yeah, hoàn hồ, chiến thắng. Tớ muốn ăn quá, nhưng mà có mỗi một chiếc bánh pizza thôi, thật là đáng tiếc. Tớ cũng rất lợi tích cho cậu, nhưng mà thật tuyệt khi tớ có nhiều pizza hơn nhiều. Cậu có nhiều sao, cậu chưa nhìn thấy tòa tháp của tớ thì sao? Bây giờ hãy nhìn xem tòa tháp của tớ cao đến mức chọc trời luôn rồi. Ôi, những người kém may mắn nhất thì ăn trước đi. Vậy là Diana sao? Thôi đủ rồi, cái này không vui chút nào đâu. Tớ thậm chí không biết là mình sẽ ăn gì trước. Nhưng mà tớ rất vui về điều đó. Mặc dù tớ chỉ có bánh pizza, nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Và rất là ấm nữa chứ. Các bạn hãy nhìn xem cách phô mai nó vẫn kéo dài thế này. Đẹp như này cơ mà. Trời ơi, liếm hết cả ngón tay luôn. Ê, cẩn thận chú. Trời ơi, tớ sao liếm rác vậy? Ôi, có gì đâu, điều chính là tớ ăn ngon mà. Đủ rồi, đừng có làm thế nữa. Thôi nhá, tớ chán lắm rồi, cậu quyết định ném bánh vào tớ chứ gì. Vậy thì cậu tự ăn đòn lại đi.
Ôi trời ạ, các bạn thật là buồn cười. Trời ơi, bây giờ đến lúc tớ cũng phải ăn pizza của mình rồi. Ui vâng, Diana cậu nói đúng, chiếc bánh pizza thật là tuyệt vời. À, tớ có ý tưởng này rồi, tớ biết cách ăn nó một cách thuận tiện hơn như thế nào mà không bị bẩn tay. Ví dụ như là tớ cuộn nó vào như thế này á, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cậu ấy ăn ngon thật đấy. Bây giờ á, hãy nhìn xem, tớ sẽ cho cậu xem cách ăn rất là thuận tiện. Đấy, cái này rất là tiện mà đúng không? Wow, trời ạ, tớ không nghĩ rằng là pizza có thể nhét một phát như thế này luôn. Tất nhiên là được rồi. Và nhớ ăn như thế này có thể nhét vài cái luôn. Ôi, trời ơi, hình như là cái cổ của tớ bị sao rồi. Thôi, cậu khóc cái gì vậy? Bây giờ tất cả pizza dành cho tớ là đây rồi. Trời ạ, à, bánh pizza của tớ đâu rồi? Trời ơi, các bạn ăn hết rồi sao? Ôi, bạn đừng có hết nữa đi. Chúng tớ chỉ rất đói thôi mà. Ôi, cuối cùng thì cũng đến lượt tớ rồi. Trời ạ, à, bây giờ tớ sẽ ăn thử bánh pizza của tớ nhá. Tớ đợi nó lâu lắm rồi đây này. Xuống rồi. Ôi buồn cười thật đấy. Nhưng mà cái này không đơn giản, cái này là pizza rất là ngon luôn ý. Ồ vẫn còn giò này, ăn thôi. Trời ơi, chỉ có một cái tích tắc thôi sao? Ôi ăn này làm sao mà no được. Tớ thì có cả một hộp kìa. Nhìn xem pizza nó có gì kìa. Đúng rồi, nhìn đi xem tớ có gì đây. Đây không phải là chiếc hộp thôi, cả một gói tích tắc khổng lồ đây này. Cái này rất là tuyệt vời mà. Nhưng mà liên trước đi. Thôi trời ạ, tớ sẽ ăn một cái. Bị coca sao, tớ rất là thích nó. Ngon thật đấy. Trời ơi, Mary bây giờ đấy là cậu rồi. Hoan hô. Trời ạ, tớ rất là vui khi tớ có nhiều như thế này. Cái gì vậy, tại sao nó lại không đổ ra miệng tớ? Này nhá, đổ hết vào miệng đi xem nào. Ôi Mary làm đổ hết cả kẹo ra bàn rồi. Không sao cả, nó bị đổ ra nhưng mà vẫn ăn được mà. Đây tớ chỉ cần lấy kéo hút và hút vào như thế này thôi. Ôi thật là tuyệt vời. Diana bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu thôi. Hoan hô, bây giờ thì đến được tớ ăn rồi. Ôi, các bạn ơi, hãy nhìn xem nhiều chỗ này. Ôi, thật là tuyệt vời. Ừ, ngon thật đấy. Trời ơi, của cậu có nhiều thật đấy. Ôi, các bạn nghĩ là tớ sẽ chia sẻ sao? Tất nhiên là không rồi, nó ngon đến mức mà tớ sẽ tự ăn nó thôi. Trời ơi, đúng rồi. Tớ có thể làm như thế này và cậu ấy sẽ không biết tí nào đâu. Nếu mà tớ kéo từ cái này thì chắc chắn cậu ấy sẽ không biết mà. Ôi đưa tay ra đây, tớ sẽ cho cậu ăn. Ê, các bạn lấy tích tắc ở đâu ra vậy? Ê, đấy là kẹo của tớ mà. Đủ rồi đấy, bây giờ thì hãy nhận lấy nhá. Nhận lấy đi này. Đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, đau quá. Bây giờ các bạn sẽ biết cách mà dám ăn trộm của tớ. Đúng rồi, cậu ấy bắn kẹo vào chúng tớ mà cái này còn rất ngon đấy chứ. Lại còn tiện đấy chứ, cậu có thể bắt bằng miệng. Ui, ý tưởng hay thật đấy. Nhận lấy đi này. Hình như là tớ hết mất rồi. Và tớ cũng không ăn được cái gì cả. Ôi, nhưng mà chúng tớ thì rất no. Cảm ơn cậu rất là nhiều nhá. Oh wow, trời ạ, bao nhiêu là tỏi thế này sao? Ừ, tớ đồng ý, cái này ghê thật đấy. Thôi các bạn ơi. Ôi, nhưng mà tớ chỉ có mỗi một cái, tớ rất may mắn. Nhưng mà cậu phải ăn trước thôi. Thì sao, tớ có thể làm được. Đầu tiên là tớ sẽ mở nó ra và bóc hết cả vỏ, tuyệt đúng không? Wow, hay thật đấy. Ừ, đúng rồi, bây giờ tớ chỉ cần cắn nó thôi. Ôi không, trời ơi, vị kinh khủng quá. Trời ơi, đấy thấy chưa, tớ bảo rồi mà. Cậu biết gì không, tớ có thể giúp cậu cái này. Bây giờ cậu có thể ẩn nó ra như thế này và nó sẽ không thấy tệ lắm đâu.
Nào, mở miệng ra đi. Tớ sẽ bóp thẳng vào miệng cho cậu. Không, cảm ơn. Tớ sẽ không làm đâu. Nào, mở miệng ra đi. Và bây giờ tớ sẽ giúp cậu. Đấy, bây giờ thì ăn đi. Ngon lắm mà. Heo ơi, ghê quá đi mất. Trời ơi, nhưng mà may quá hết rồi. Xin lỗi nhá. Ôi, ghê quá. Bây giờ thì tớ không ăn nổi. Nào, bây giờ cậu ăn cái này đi cho đỡ hôi miệng. Ghê quá đi mất. Ô, cảm ơn cậu rất là nhiều. Thật là tuyệt vời. Ôi, thế là đỡ rồi. Hay quá đi mất. Ôi, cậu may mắn nhá. Nhưng mà tớ vẫn còn cả một cái này thế này. Nhưng mà tại sao tớ phải ăn? Nó đẹp như thế này á, tớ sẽ đeo nó trên cổ. Không không, theo quy tắc cậu phải ăn nó thôi. Vì vậy cậu ăn đi. Trời ơi, tớ cứ mong là ý tưởng này sẽ tốt hơn. Nhưng mà tớ có ý tưởng tuyệt vời hơn. Tớ cũng sẽ không cắn nó đâu. Tớ có ý tưởng tuyệt vời hơn. Để làm cái này thật là nhanh á, tớ sẽ cho nó vào đây. Và bây giờ tớ sẽ lắc nó lên. Và vỏ nó sẽ ở lại. Còn đâu thì tớ có thể ăn nốt. Wow. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời đúng không? Làm được rồi này. Bây giờ thì có thể ăn được rồi đấy. Eo ơi, trời ơi, ghê quá đi mất. Tớ phải nói rằng là cái này cũng rất là ghê tởm luôn ý. Mùi cũng rất là tởm. Ôi trời ạ, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Ôi không sao, để tớ giúp cậu nhá. Bây giờ tớ sẽ có cái trợ thủ này giúp tớ. Ôi không có gì tốt hơn đâu. Tớ vẫn sẽ thả nó ra thôi. Ôi phải làm gì bây giờ? À đúng rồi, nếu mà nó từ mồm vậy thì cho thẳng vào mồm là được. Nhận lấy đi. Ôi hình như là hết mất rồi. Thôi được rồi, ít ra là hết mùi. Ừ, công nhận ý, không có mùi. Nhưng mà vị rất là ghê, nhưng mà mồm rất thơm. Cảm ơn nhá. Nào, bây giờ đến lượt cậu ăn rồi đấy. Các bạn ơi, thôi xin đấy, tớ không ăn được nó đâu. Phải làm thôi, nhanh lên. Tớ hy vọng là nó sẽ không buồn nôn. Nào, mong là mọi thứ vẫn ổn. Tớ rất là mạnh mẽ mà, tớ có thể làm được. Ôi ghê quá đi mất. Trời ơi là trời. Trời ơi, tại sao lại có thể làm được như thế chứ? Đấy, chỉ còn một tí nữa thôi. Tớ có thể làm được. Trời ơi, cẩn thận. Ôi đừng có ném rác như thế. Thôi tớ kể cậu, bây giờ tớ chỉ có thể ăn được thôi. Nhưng mà bây giờ miệng ghê lắm rồi. Ôi nhưng mà không sao, tớ biết là có cái gì giúp rồi. Bây giờ chỉ cần đổi cái này vào thôi cho cậu ấy tự ngửi một mình luôn đi. À, trời ơi tớ không thở được, kêu tớ với. Ôi hy vọng là cậu ấy vẫn sống. Ừ tất nhiên là sống rồi, cậu ấy chỉ ngất một chút thôi. Mọi thứ đều ổn, tớ vẫn ổn. Xin lỗi nha Gianna, nhưng mà mùi kinh khủng quá rồi.